Nhiều trường đại học đồng loạt cho sinh viên học tập trung sau Tết. Nhiều trường đại học sẽ đón sinh viên trở lại trường học tập trung vào thời điểm 2 tuần sau Tết Nguyên đán 2022. Đến thời điểm này, dù còn hơn 3 tuần mới tới lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhưng nhiều trường đã sớm ra thông báo về kế hoạch đón sinh viên trở lại trường học tập trung sau Tết. Theo tiến sĩ Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trường đang xây dựng phương án cho sinh viên học trực tiếp trở lại vào học kỳ 2. Cụ thể từ ngày 14 tháng 2. Tương tự, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Tán, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cũng vừa ký thông báo về việc giảng dạy học tập bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2021-2022. Theo đó, thời gian sau Tết Nguyên đán, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức dạy học tập trung đối với các lớp thực hành. Thí nghiệm từ ngày 14 tháng 2. Với các lớp lý thuyết, nhà trường có thể kết hợp giảng dạy trực tiếp và trực tuyến, ưu tiên cho lớp của sinh viên năm cuối, hoặc toàn bộ trực tuyến. Tùy thuộc vào đặc điểm của từng môn học. Thời gian trước Tết từ 3/24/1, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tổ chức học trực tuyến theo kế hoạch. Sinh viên năm cuối có nhu cầu làm thực hành, thí nghiệm phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp có thể đến trường thực hiện. Sau kỳ nghỉ Tết, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở lại trường học tập trung theo các mốc thời gian khác nhau. Cụ thể, sinh viên năm thứ nhất, khóa tuyển sinh 2021 của trường dự kiến bắt đầu học lại từ ngày 7 tháng 2 với học phần giáo dục quốc phòng. Sinh viên năm thứ hai, thứ ba và thứ tư đi học lại từ ngày 14 tháng 2. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đón sinh viên trở lại trường học tập trung sau kỳ nghỉ Tết. Dự kiến, sinh viên tất cả các khóa sẽ trở lại trường từ ngày 14 tháng 2. Mỗi học phần lý thuyết, giảng viên có thể dạy kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Các học phần thực hành 100% học trực tiếp tại phòng thí nghiệm. Trường Đại học Sài Gòn cũng vừa có thông báo thực hiện khảo sát tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với người học nhằm chuẩn bị đón sinh viên trở lại trường học tập trung sau Tết. Trước đó, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 1 đã chính thức có thông báo về kế hoạch đón toàn bộ sinh viên trở lại trường học tập trung từ 14/2 đến thời điểm này. Chỉ một số trường tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai việc dạy học trực tiếp như Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch,